Vì sao nhiều người thường đặt tờ 2 đô vào ví? Tờ 2 đô la Mỹ trong ví của chúng ta không phải đơn giản chỉ là mang lại may mắn mà còn có nhiều ý nghĩa khác nữa, khiến rất nhiều người săn đón nhất định phải có một tờ trong ví. Mặc dù là đồng tiền có mệnh giá thấp, đồng 2 đô la Mỹ là một trong những đồng tiền hiếm gặp nhất ở Mỹ. Chúng hầu như không còn xuất hiện trong lưu thông hàng ngày. Đồng 2 đô la Mỹ như một đồng tiền hiếm có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ yếu là do mức sản xuất đồng tiền này tại Mỹ rất thấp, chỉ khoảng 1% trong tổng số các tờ tiền được sản xuất tại đây. Ngày nay, tờ 2 đô la Mỹ được in rất hạn chế và không thường xuyên, được in lại theo số serie mới như các đồng tiền khác. Đồng tiền này được in theo nhu cầu khi hệ thống ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang nhận thấy lượng cung về tờ 2 đô la quá ít, thì các ngân hàng sẽ đề xuất yêu cầu cục in ấn thêm. Tuy nhiên, nhu cầu về đồng 2 đô la thường ít, đến nỗi nhiều năm người ta mới phải in một lần. Cho đến nay, thì tờ tiền 2 USD chỉ được in ấn trong một số năm 1917, 1918, 1928, 1953, 1963, 1995, 1976, 2003 và 2009. Năm 2009 là thời điểm in đồng 2 đô la cuối cùng. Tính đến thời điểm hiện tại, với số lượng nhỏ giọt và chỉ 12 bang trong tổng số 50 bang của Mỹ được phép in tờ tiền này. Đồng 2 đô la Mỹ được in năm 1976 là một trong những tờ tiền may mắn nhất vì vào năm 1976 tại Mỹ xảy ra một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng. Mọi người trong chuyến bay đều thiệt mạng, chỉ có một người đàn ông duy nhất sống sót. Giai thoại kể rằng khi cứu được ông, người ta thấy trên người ông còn duy nhất một đồng 2 đô la và họ cho rằng chính đồng 2 đô la này đã mang lại may mắn cho ông khi đối diện với tử thần. Đồng 2 đô la năm 1976 vì thế mà được xem là đồng 2 đô may mắn nhất. Những đồng 2 đô la thuộc các năm khác cũng có những dấu hiệu tương tự. 2 đô năm 1917, 1928 được quan niệm càng cổ càng may mắn gấp bội. 2 đô la năm 1963 in dấu mọt đỏ, biểu tượng của may mắn. Ngoài ra, những lý do sau đây là điều khiến nhiều người muốn có tờ 2 đô la trong ví của mình. Thứ nhất, số 2 là số may mắn. Theo quan niệm xa xưa của người phương Đông, số 6 là số tài lộc, số 8 là số phát tài và số 2 là số mang lại nhiều may mắn và biểu tượng của hạnh phúc. Số 2 biểu hiện cho cặp đôi có người phù hộ bên cạnh, do vậy mang lại nhiều may mắn. Thông thường các cặp đôi thường lì xì tờ 2 đô cho nhau để biểu hiện tình yêu và sự hạnh phúc bên nhau. Thứ 2, thuận buồm xuôi gió. Tờ 2 đô la ở những người bên Mỹ cho rằng mọi việc đều cập bến bờ thành công, thuận buồm xuôi gió vì tờ 2 đô khác biệt với các tờ đô khác. Mặt sau của tờ 2 đô có hình 42 vị tổng thống các đời của Mỹ, biểu hiện sự tụ họp đông đủ của những con người thế lực và sức mạnh. Trong suy nghĩ của người Mỹ, tờ 2 đô mang lại may mắn, giúp những ước mơ dang dở trở thành hiện thực và mang lại thành công. Thứ 3, vứt bỏ điềm rủi nhận lấy điềm lành. Trong quá khứ, tờ 2 đô được coi là không may mắn, đặc biệt đối với những tay cờ bạc phương Tây, do trên cờ bạc, tờ 2 đô là tờ có giá trị nhỏ nhất. Chính vì thế, nó được xem là điềm rủi ro nên các tay bạc thường cắt một góc hoặc hôn lên tờ tiền này nếu như phải nhận lấy. Tuy nhiên, những quan niệm này phút chốc biến mất và trở thành những quan niệm may mắn do họ tin rằng sau khi vứt bỏ điềm rủi sẽ mang lại nhiều may mắn. Do vậy, từ đó rất nhiều người săn lùng đồng tiền 2 đô này. Thứ tư, biểu tượng của quyền lực. 2 đô la là tờ tiền duy nhất mà mặt sau của nó có in hình tổng thống và 42 vị quan chức cấp cao nhất của nước Mỹ. Khi ký cùng nhau, ký vào bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Mỹ năm 1774. Những con người xuất chúng và tài cao điển hình nhất, chốn nghị trường trên toàn thế giới. Khác với những ý nghĩa trên, ý nghĩa của biểu tượng này không mang tính quy ước. Nó phụ thuộc vào mong muốn của người sở hữu, quyền lực, sức mạnh, ý chí, sự ảnh hưởng, thuận buồm xuôi gió. Mọi người còn chờ gì nữa? Mau mau tìm một tờ 2 đô la Mỹ cho vào ví nào. Sài Gòn khi đường phố là đường hoa. Tết là lễ tiết quan trọng quanh năm của cư dân Việt, đánh dấu thời khắc hệ trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng.
Người Sài Gòn từ thuở mang gươm đi mở cõi đến nay vẫn giữ gìn các phong tục truyền thống và luôn chuẩn bị một cách sáng tạo để đón mùa Tết tưng bừng ấm cúng và ý nghĩa. Sự chuẩn bị ấy không chỉ dừng lại ở từng nếp nhà mà trên quy mô cộng đồng thể hiện rõ nét ở việc trang trí, làm đẹp những không gian công cộng như đường phố, chợ, công viên, thậm chí cả nghĩa trang để chuẩn bị cho những ngày ăn lành đoàn tụ, giao lưu. Tết là ngày hội bắt đầu năm mới, nhưng ngày nay, không khí Tết được khởi động từ nửa cuối tháng 12 dương lịch, đường phố nhiều nơi được treo đèn lồng làm bằng tre và giấy màu cờ ngũ sắc. Những vị trí quan trọng đều có cổng chào thiết kế đẹp mắt với lá dừa, bông đùng đỉnh, trái câu hoặc bông lúa, hoa cỏ, cờ phướng, câu đối, dây pháo. Không khí Tết Sài Gòn xưa tưng bừng nhất phải nói đến chợ hoa Nguyễn Huệ, tiền thân của đại lộ Nguyễn Huệ ngày nay là kênh đào Chanel kéo dài từ trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố hiện nay ra đến bến Bạch Đằng. Mỗi dịp cận Tết, hoa từ các vựa miền Tây Nam Bộ theo những đoàn tàu kéo về tập kết trên bến dưới thuyền. Sau khi người Pháp lấp kênh đào Chanel để làm thành đại lộ, chợ hoa vẫn tồn tại mỗi dịp Tết đến, xuân về, sau này được dời ra công viên 23 tháng 9 chỉ để hình thành đường hoa. Tết ở Sài Gòn xưa còn là dịp để các chợ Tết hình thành, các trò chơi dân gian kể cả trò chơi thử vận may như bầu cua tôm cá được phép tổ chức, nhận điểm ca nhạc hội, thu hút bà con từ miền Đông, miền Tây về thưởng ngoạn. Những năm sau này thống nhất, người Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ không khí Tết xưa bằng các hình thức trang trí đường phố lộng lẫy mỗi độ xuân về. Có điều, vật liệu làm cổng chào trang trí được thay thế bằng hoa nhựa, bong bóng đa sắc, mút, đèn neon nhiều màu. Đặc biệt khi công nghệ đèn LED điều khiển bằng các con chip lập trình sẵn, việc đánh sáng trở nên rẻ và phổ biến, việc trang trí đường phố đón xuân và cả đường hoa, đường sách đều khai thác vật liệu này. Các trục đường lớn như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, Công viên, Nhà thờ Đức Bà, vòng xoay Quách Thị Trang mỗi năm đều được trang trí sáng tạo và lộng lẫy. Những nỗ lực làm đẹp đường phố và tạo ra những công trình nghệ thuật công phu, đặc biệt là đường hoa phố đi bộ Nguyễn Huệ đã thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, chụp hình lưu niệm. Điều đáng quý hơn, những tác phẩm trang trí không gian công cộng ấy đã góp phần tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần kết nối cộng đồng trong sợi dây tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gắn bó với cội nguồn. Người Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có truyền thống chấp nhận cái mới, cởi mở, hào phóng, sẵn sàng đón nhận những yếu tố lạ nhưng luôn biết giữ mình. Đằng sau những đường hoa, những công trình nghệ thuật đón Tết với chất liệu hiện đại là tinh thần đoàn kết, là việc giữ gìn những giá trị cổ truyền trong giai thoại hội nhập mở cửa hôm nay.